sau ca sĩ Kim Ngân cự tuyệt mọi sự giúp đỡ của mẹ đẻ và con gái. Những ngày vừa qua, ca sĩ Kim Ngân, giọng ca nóng bỏng một thời, sống kiếp người nửa tỉnh nửa mê, lang thang khắp khu phố Bosa của Mỹ, khiến nhiều người thương cảm. Những đoạn clip mà danh hài Thúy Nga quay lại khi trò chuyện hoặc đưa Kim Ngân đi ăn, được tung lên mạng xã hội đã rất thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, cũng không ít người đã đặt câu hỏi, những người thân của Kim Ngân ở đâu mà để cô phải sống khổ sở và xót xa đến như vậy? Theo tiết lộ của người dì đã nuôi Kim Ngân từ bé, thì gia đình nữ ca sĩ chuyển qua Mỹ từ khi cô còn bé. Mẹ cô là một người đàn bà xinh đẹp và nhiều đời chồng, Kim Ngân thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ ruột. Ông Lê Đức Cường, người sáng lập trung tâm Người đẹp Bình Dương tại Hải Ngoại kể, giữa thập niên 80, Kim Ngân đã có lượng người hâm mộ hùng hậu. Sự xuất hiện của cô trên sân khấu khiến khán giả trẻ phát cuồng, bởi khi ấy nữ ca sĩ xinh đẹp, nóng bỏng và quyến rũ như một bông hồng lửa. Tuy nhiên, giọng hát của cô không quá đặc sắc, bởi thế mà thời gian nổi tiếng của cô chỉ khoảng vài năm. Chồng cũ Kim Ngân là Tiến Bắc, em ruột của ca sĩ Thanh Lan. Cả hai có với nhau hai cô con gái xinh đẹp và từng thành lập trung tâm băng đĩa nhạc Kim Ngân. Tuy nhiên, họ đã đường ai nấy đi sau khi Kim Ngân sinh con gái thứ hai. Sau khi ly hôn, Kim Ngân vẫn tiếp tục điều hành trung tâm băng nhạc mang tên mình và một mình nuôi hai con gái, chồng có chu cấp. Nhưng rồi trung tâm này dần xuống dốc vì không có nguồn tài trợ. Bản thân nữ ca sĩ cũng không có tài chính đủ mạnh. Các con gái sau đó không rõ lý do gì mà cũng rời bỏ mẹ vì sống với bố. Dì họ của Kim Ngân kể thêm rằng, có một thời gian người ta đồn đại nữ ca sĩ nghiện ngập ma túy, dẫn đến sức khỏe sa sút, nhan sắc tàn tạ, thần kinh không ổn định. Nhưng kỳ thực là nữ ca sĩ chịu nhiều cú sốc sau ly hôn. Mẹ của cựu ca sĩ từng nhiều lần tìm con gái về để chăm sóc, nhưng không được. Có thời điểm, chị họ của Kim Ngân đã tìm ra cô, dỗ ngon dỗ ngọt, để đưa cô về sống với mẹ ruột, nhưng chỉ được vài ngày, cô lại bỏ đi. Từ đó đến nay, cô tránh mặt người thân và cự tuyệt sự giúp đỡ từ phía gia đình. Chi Chi Phương Trinh, vợ cũ Bằng Kiều, là một người bạn chơi khá thân với chồng cũ của Kim Ngân. Mới đây, chính Chi Chi Phương Trinh đã liên hệ với chồng cũ của nữ ca sĩ để xin lại thông tin và giấy tờ tùy thân, nhằm làm hồ sơ để xin miễn phí khám chữa bệnh cho Kim Ngân, theo lời đề nghị của danh hài Thúy Nga. Chi Chi Phương Trinh cũng cho biết, nhiều năm sống lang thang, tính tình của Kim Ngân rất hung dữ. Nhiều bạn bè đồng nghiệp hoặc khán giả mến mộ muốn giúp đỡ nữ ca sĩ nhưng không phải ai cũng dám lại gần. Cứ lại gần là nữ ca sĩ chửi bới, la hét và trốn chạy. Trước đây tôi cũng từng cầu nguyện có ai đó đủ duyên, đủ kiên nhẫn và tình thương để giúp cho chị Kim Ngân. Sau một thời gian thì Thúy Nga xuất hiện. Nhiều người hiểu lầm. Họ nói vì sao chị Kim Ngân bị gia đình ruồng bỏ, chồng cũ, mẹ đẻ ruồng bỏ mà không ai giúp. Chuyện đó là không hề có. Gia đình chị Kim Ngân đã từng muốn đưa chị ấy về ở. Mẹ chị Kim Ngân còn chuẩn bị cả nhà cho chị ấy về, nhưng chị ấy không chịu về. Mấy đứa con của chị ấy cũng từng đến gặp chị ấy để đưa chị ấy đi chữa bệnh. Nhưng lần nào chị ấy cũng la hét, chửi bới, phải kêu cảnh sát tới. Cảnh sát tới nhưng không làm được gì. Vì cứ hễ cảnh sát tới là chị ấy lại tỉnh, nói chuyện như không hề bị bệnh. Bởi vậy nên cảnh sát không thể nào đưa chị ấy vào bệnh viện hay chỗ cho người tâm thần được, cứ phải mặc chị ấy đi lang thang. Chia sẻ riêng với Dân Việt, danh hài Thúy Nga cho biết, chị Kim Ngân mắc chứng bệnh thần kinh do sốc tâm lý, nhưng do để lâu ngày quá, không có thuốc chữa, không được gặp bác sĩ, không có người chăm sóc, nên chị ấy mới bị nặng như vậy. Khổ một nỗi là Kim Ngân không hợp với những người thân trong gia đình. Cứ hễ gặp người thân là chị ấy lại chạy trốn, không ai tìm ra. Những người xung quanh cũng muốn giúp chị ấy, nhưng chị ấy thường xù lông xù cánh nên mọi người sợ đến gần. Do đó Kim Ngân càng cô quạnh hơn. Tính ra chị ấy đã sống kiếp vô gia cư hai mấy năm rồi đó. Không hiểu sao tôi lại có thể gần được chị ấy và được chị ấy tin tưởng. Bây giờ chị ấy ít chửi bới linh tinh hơn hẳn. Nếu có chửi ai đó mà tôi lại nắm tay xoa dịu là chị ấy cũng im luôn. Chắc phải có sự hỗ trợ của Đức Phật tôi mới có thể làm được điều đó. Bởi trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này. Theo Thúy Nga, việc đưa Kim Ngân trở lại với cuộc sống bình thường sẽ mất khá nhiều thời gian và đòi hỏi cô phải kiên trì. Nhưng từ sâu thẳm,
chị rất muốn làm việc này và sẽ cố gắng hết sức. Chị cũng nhận được rất nhiều tình cảm của đồng nghiệp, người hâm mộ từ khắp mọi nơi, nên có thêm động lực để làm việc này. Thực ra những gì tôi làm cho Kim Ngân, chị ấy đều cảm nhận được hết. Vì thấy được nên chị ấy tự động thay đổi. Kim Ngân bây giờ như một đứa trẻ vậy, sẽ phải tập thay đổi và khôn lại từ từ. Và càng tiếp xúc với chị ấy, tôi lại càng muốn giúp đỡ để chị ấy sống tốt hơn. Phần thông tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi.